Liên quan đến cuộc khủng hoảng quân sự tại Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Cương khẳng định Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết tình trạng này. Trung Quốc cho biết sẽ sẵn sàng duy trì và phối hợp với Nga để có những đóng góp thiết thực cho giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Trần Cương và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov diễn ra bên lề hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Ấn Độ. Tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin. Trong đó, hai bên nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại. Công an tỉnh Bò Kẹo của Lào vừa phát hiện và thu giữ hơn 710 kg ma túy tổng hợp trong một xe bán tải bị tai nạn. Đây là vụ án thu giữ ma túy lớn thứ hai mà giới chức tỉnh Bò Kẹo đã thực hiện trong thời gian qua. Thông tin thêm từ các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Lào. Theo công an tỉnh Bò Kẹo, chiếc xe bán tải chở ma túy đã mất lái, đâm đổ tường rào của một nhà dân tại bản Pà Oi, huyện Hủy Sai, tỉnh Bò Kẹo và bị lật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 3.553 gói ma túy tổng hợp, tương đương khoảng 7.106.000 viên, trọng lượng là 701,6 kg và một gói ma túy đá nặng khoảng 1 kg. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 3 cặp biển số xe ô tô, gồm 2 biển đăng ký tại thủ đô Viên Chăn và 1 biển đăng ký tại tỉnh Bò Kẹo. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên đang mang biển số Bò Kẹo. Lực lượng chức năng Lào hiện đang tiến hành truy bắt người lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn. Cuối tháng trước, các cơ quan chức năng tỉnh Bò Kẹo cũng đã phát hiện và thu giữ 400 bánh heroin có trọng lượng 160 kg được cất giấu trong một xe bán tải, đồng thời bắt giữ 3 người địa phương trên xe. Việc liên tiếp triệt phá được các vụ vận chuyển mua bán ma túy trong thời gian qua đã cho thấy quyết tâm và hiệu quả của chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy do chính phủ Lào triển khai từ tháng 8 năm 2021. Trong năm ngoái, thì Lào cũng đã triệt phá được hơn 5.000 vụ án ma túy trên phạm vi cả nước, bắt giữ được hơn 7.400 đối tượng và tịch thu nhiều loại ma túy khác nhau. Ngọc Phương, phóng viên truyền Nam, kỷ thủ Viên Chăn, Lào. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không khiến phụ nữ có nhiều nguy cơ hơn phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế về các vấn đề kinh nguyệt. Đây là kết luận của một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển. Kể từ khi các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu cách đây gần 2 năm rưỡi, một số phụ nữ đã thông báo những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt sau khi tiêm vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech và Moderna. Điều này đã khiến Cơ quan An toàn Dược phẩm châu Âu khuyến cáo kinh nguyệt ra nhiều là một trong những phản ứng phụ có thể xảy ra do tiêm vaccine. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những người có tư tưởng bài vaccine đã theo dệt thông tin trên khi tìm cách truyền bá sai lệch trên mạng về những nguy cơ được cho là của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các nhà khoa học thuộc tập đoàn dược phẩm Eli Lilly đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển thuốc làm chậm quá trình Alzheimer, căn bệnh đáng lo ngại của tuổi già. Theo đó, donanemab, loại thuốc mà hãng phát triển, đã từng thử nghiệm giai đoạn cuối. Loại thuốc này đã làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer 35% so với giả dược, được thử nghiệm trên hơn 1.100 người mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Kết quả này mang lại hy vọng cho các bệnh nhân Alzheimer bởi các bác sĩ có thể can thiệp sớm hơn khi bệnh còn tiềm ẩn và thay vì chỉ điều trị triệu chứng. Bệnh nhân có thể được chữa trị bằng một loại thuốc như donanemab. Eli Lilly có kế hoạch nộp đơn xin phê duyệt từ chính quyền liên bang Mỹ vào cuối tháng 6. Theo Hiệp hội Alzheimer Mỹ, hơn 6 triệu người Mỹ đang chung sống với Alzheimer và con số này tiếp tục tăng. Thưa quý khán giả, vài phút tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Ả Rập Xê Út đã quyết định giảm giá bán chính thức đối với dầu thô cho các quốc gia châu Á. Theo quyết định có hiệu lực từ tháng 6, giá dầu thô Ả Rập Light sẽ giảm 0,25 đô la Mỹ một thùng. Hiện Ả Rập Xê Út đang phải cạnh tranh với nguồn cung dầu thô giá rẻ của Nga tại thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Mới đây, quốc gia này cùng với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC cộng đã giảm sản lượng thêm tổng cộng 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày để kéo giá năng lượng đi lên. Biến động giá dầu thô của Ả Rập Xê Út luôn được thị trường quốc tế theo dõi chặt chẽ bởi mọi quyết định của Riyadh đều tác động tới giá dầu thô thế giới. Số vụ lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến do công ty công nghệ Meta sở hữu, bao gồm Facebook, WhatsApp và Instagram đã tăng mạnh trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu từ ngân hàng TSB của Anh.
Cụ thể, số vụ lừa đảo trên các nền tảng của Meta chiếm tới 80% tổng số vụ lừa đảo theo hình thức mạo danh, mua hàng và đầu tư mà ngân hàng TSB thống kê. Ngân hàng TSB cho rằng các công ty truyền thông cần phải khẩn trương rà soát các mạng xã hội mà họ sở hữu để bảo vệ khách hàng. Bên cạnh đó, người dùng nên nâng cao cảnh giác, thận trọng hơn với những nội dung lừa đảo được che đậy một cách tinh vi trên mạng Internet. Phía Meta cho biết đang tăng cường hơn nữa các biện pháp chống lừa đảo. Điện Kremlin đã bị hai thiết bị bay không người lái tấn công vào rạng sáng 4 tháng 5 theo giờ địa phương. Đây là thông báo của văn phòng Tổng thống Nga. Hiện Nga đang mở cuộc điều tra về vụ việc. Theo thông báo, lực lượng an ninh và quân đội đã kịp thời hành động và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái này. Các mảnh vỡ của thiết bị cũng không gây thiệt hại về người và của. Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn an toàn và sẽ tiếp tục làm việc theo kế hoạch công tác đã có từ trước. Điện Kremlin cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên Kiev đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên.